30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra ở Giao Dương Cu, làng Gapo, thị trấn Guhu, huyện Yenseong, thành phố Triều Đông, tỉnh Vân Nam, và hơn 10 dân làng đã bị chôn vùi. Sau khi thảm họa xảy ra, cấp ủy và chính quyền quận đã thành lập đội tìm kiếm cứu nạn và đã tìm kiếm được 10 người. Hiện các nạn nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện tại công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành và phóng viên đang gấp rút đến huyện Yenseong. Sau khi liên lạc và xác minh qua điện thoại, nhóm dân làng ở làng Jawanyan ở Ganjogu, làng Gapao, thị trấn Gohu, huyện Yosan, thị trấn Giao Tông, tỉnh Vân Nam có tổng cộng 67 người trong 16 hộ gia đình, 46 người đã bị vùi lấp trong trận lở đất và 9 người đã được tìm thấy, trong đó có 8 người chết và 1 người bị thương. Nhà cửa đều bị vùi lấp. Phóng viên được biết từ các sở liên quan của tỉnh Vân Nam rằng, tính đến 12 giờ ngày hôm đó, 8 thi thể đã được cứu khỏi khu vực sạt lở đất ở huyện Yenseong và hơn 300 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn. Vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, một vụ lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Gao Jianggu thuộc làng Gao Bao, thị trấn Guju, huyện Yenseong, thành phố Chiêu Đông và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị vùi lấp. Xác minh của các ban ngành liên quan, có hơn 60 dân làng ở nhóm làng Gao Jianggu, trong đó hơn 20 người là lao động nhập cư, hơn 40 người bị sạt lở đất vùi lấp và tất cả nhà cửa của họ đều bị vùi lấp. Sau khi vụ lở đất xảy ra ở nhóm dân làng Gao Jianggu, tỉnh Vân Nam yêu cầu nỗ lực toàn lực để tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích, di chuyển kịp thời những người bị đe dọa đến nơi an toàn, điều trị kịp thời cho những người bị thương, làm tốt công tác hậu quả của nạn nhân và duy trì ổn định trật tự xã hội trong vùng thiên tai. Đồng thời, chính quyền tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra một kế hoạch khẩn cấp và các bộ phận đất đai, dân sự, nhà ở, xây dựng, giao thông, y tế và các bộ phận khác của tỉnh đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến khu vực thiên tai càng sớm càng tốt để hướng dẫn và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác cứu hộ. Vào khoảng 17 giờ ngày hôm qua, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu Kayanji Group, Quỳnh Phu Village, Yongchun Township, Wesi District, Dinki, Yunnan Province, khiến người dân bị vùi lấp. Tính đến 22 giờ 10 phút đêm hôm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 9 người mắc kẹt, trong đó 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Theo báo cáo, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hỏa Wesi đã nhận được công văn từ trung tâm chỉ huy của Sở Công an quận vào lúc 17 giờ 35 phút ngày hôm qua và nhanh chóng điều động 2 phương tiện và 9 người đến hiện trường vụ tai nạn. Sau khi đến hiện trường vụ tai nạn, đội cứu hộ đã nắm được tình hình tại hiện trường vụ tai nạn và nhanh chóng đưa ra phương án khẩn cấp cứu nạn cứu hộ các vụ tai nạn lớn, đồng thời nhanh chóng lập phương án cứu hộ tại chỗ. Sở chỉ huy chia lực lượng chữa cháy tham gia cứu nạn thành 3 nhóm, gồm một cán bộ chiến sĩ sử dụng cụm đèn di động chiếu sáng hiện trường cứu nạn, 2 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn hiện trường vụ tai nạn, 2 cán bộ chiến sĩ khiêng cứu nạn, máy dò phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ tai nạn cùng 4 cán bộ chiến sĩ dùng cuốc, xẻng, cuốc đóng đinh, dụng cụ cứu hộ để giải cứu người bị mắc kẹt. Đến 19 giờ 05 phút, lãnh đạo đội cứu hỏa Đinh Kinh đã dẫn lực lượng tăng cường gồm 1 xe và 5 người đến hiện trường vụ tai nạn, tăng cường thêm lực lượng cứu hộ. Tính đến 22 giờ 10 phút, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được cả 9 người mắc kẹt, trong đó 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Kính thưa quý vị, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc MEM hôm vừa qua cho biết, mưa lũ nghiêm trọng xảy ra từ đầu tháng đến nay đã làm ít nhất 81 người thiệt mạng và mất tích và ảnh hưởng đến cuộc sống của 13,74 triệu người tại 26 tỉnh thành. Ngoài ra, trên 744 người phải di rời khẩn cấp trong lúc hơn 100.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng. Theo MEM, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 27,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,93 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp khiến nước ở nhiều con sông vượt quá mức cảnh báo. Tại huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, mưa lớn bão đã khiến 12 người thiệt mạng, 10 người bị thương tính đến hôm qua.
mưa dông đã kéo dài tại huyện trên từ 3 ngày nay, gây lụt lội nghiêm trọng. Ngoài ra, hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy cảnh báo nhiều ngôi nhà bị lụt tàn phá ở tỉnh Tứ Xuyên và các con đường ngập ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão và cứu trợ người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và MEM đã cử các nhóm công tác đặc biệt đến khu vực bị thiên tai hoành hành tại các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam để hỗ trợ công tác cứu hộ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC hôm nay đưa ra cảnh báo về mưa bão trong ngày thứ 28 liên tiếp. Theo NMC, mưa lớn xảy ra tại một số tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Sơn Đông. NMC cũng khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác nguy cơ lũ lụt, lở đất, đồng thời ngừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Đối mặt với tình trạng mưa lũ xảy ra tại nhiều nơi mỗi năm, nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách giảm nhẹ thiệt hại thông qua việc sử dụng các con đập, trong đó nổi bật là con đập khổng lồ Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Tuy nhiên, sức ép đang gia tăng lên đập Tam Hiệp sau khi cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được ban bố đối với sông Dương Tử và một số con sông khác giữa lúc mưa được dự báo còn tiếp diễn. Theo trang Taiwan News, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây buộc phải lên tiếng trấn an rằng con đập đi vào hoạt động từ năm 2003 này vẫn an toàn trong bối cảnh xuất hiện tin đồn nó sắp vỡ. Dù vậy, tình hình mưa lũ tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, nơi tọa lạc của đập Tam Hiệp đang gây ra không ít lo lắng. Tờ China Daily Trung Quốc đưa tin thành phố Nghi Xương hôm qua hứng chịu lượng mưa kỷ lục trong 60 năm qua, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Lực lượng cứu hỏa đã cứu được hơn 1.000 cư dân bị mắc kẹt trong lũ lụt tính đến hôm qua. Trong khi đó, trang Taiwan News cho biết trên một số đoạn video đăng trên mạng xã hội hôm qua và hôm nay cho thấy cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại Nghi Xương cùng với nghi vấn tình trạng này là do đập Tam Hiệp xả lũ để giảm bớt sức ép lên cấu trúc công trình. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất ở Tương Ninh, Sơn Tây đã khiến 7 người chết và 13 người bị thương, 13 người vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày thứ Tư, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở phía bắc của Trung tâm Y tế thị trấn Giao Linh, huyện Tương Ninh, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, khiến một công trình gia đình gồm 6 hộ của Trung tâm Y tế, một công trình gia đình gồm 8 hộ gia đình của Hiệp hội Tín dụng và một trung tâm mua sắm nhỏ bị sập. Tính đến 15 giờ ngày thứ Năm, vụ tai nạn đã làm 7 người chết, 13 người bị thương, 13 người mất liên lạc. Theo Cục Phòng cháy và Chữa cháy, vụ sạt lở có khối lượng diện tích lớn, vùi sâu, nguy cơ cứu nạn cao do đất mềm. Hiện tại, 247 lính cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Cục Quản lý Khẩn cấp hướng dẫn công tác ứng phó khẩn cấp sự cố sập nhà do sạt lở đất ở Tương Ninh, Sơn Tây. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp đã lập tức bắt đầu ứng cứu khẩn cấp. Người phụ trách chính điều động tình huống ứng cứu tại Trung tâm Chỉ huy của Bộ phận và kết nối với video hiện trường. Hiện Thứ trưởng Phu Yan Hua đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý khẩn cấp. Tính đến 8 giờ ngày thứ Năm, 46 xe cứu hỏa, 247 lính cứu hỏa, 12 chó tìm kiếm cứu nạn và 17 thiết bị ứng cứu sinh từ 5 đội cứu hỏa gồm Linfen, Yunchen, Taiwan, Dingdong và Changji tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường. 26 thành viên đội cứu hộ bom mìn địa phương và đội cứu hộ bầu trời xanh thành phố Linfen cũng đã đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu. Đội cứu hộ mỏ quốc gia Ping Ding San, đội cứu hộ công ty khai thác mỏ Han Chen và đội cứu hộ mỏ thuộc tập đoàn Điện và Than Hoc Châu đã chuẩn bị cho việc cử đi. Mặc dù các bộ phận liên quan đã làm hết sức mình, nhưng khi thảm họa xảy ra, người có thể hành động đầu tiên là chính bạn. Vì thế, trong trường hợp lở đất làm thế nào để thoát ra và tự ứng cứu mình, đó là một chủ đề mà mọi người nên biết. Sạt lở đất thường xảy ra đột ngột và rất khó ước tính thiệt hại gây ra. Mong rằng mọi người có thể nắm vững trước những kiến thức để có thể tự cứu được tính mạng trong lúc nguy cấp. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trang Taiwan News đưa tin, lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho 26 tỉnh của Trung Quốc, đặt hơn 10 triệu người vào tình trạng nguy hiểm. Tính đến nay, 13 con sông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và một số khu vực khác ghi nhận lũ lụt trên diện rộng. Cảnh báo lũ nghiêm trọng được ban hành cho các con sông này bao gồm cả sông Dương Tử hôm nay. Trong khi đó, đập Tam Hiệp đang gây chú ý vì nó được xây dựng nhằm ngăn chặn lũ lụt dọc sông Dương Tử.
Tuy nhiên vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn khiến các đập khổng lồ này quá tải nên chính quyền địa phương dự trữ nước hồ chứa ở mức thấp bằng cách mở cửa xả ở những nhánh sông ở hạ lưu. Không may là động thái này khiến nước lũ hiện nay đổ xuống hạ nguồn, gây ngập nặng cho các vùng biên giới con đập. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự đoán từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, thượng nguồn sông Dương Tử, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, trung lưu sông Thanh, sông Hán đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Đặc biệt, thành phố Nghi Sương nằm ngay dưới đập Tam Hiệp trải qua trận lũ lụt trong 2 ngày trước. Người dân nghi ngờ rằng lũ lụt là do con đập xả nước để giảm tác động lên cấu trúc xây dựng. Báo China Org cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 triệu người, làm ít nhất 78 người chết hoặc mất tích, ước tính 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở 13 tỉnh. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc MEM thống kê thiệt hại đã lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các nhà dự báo thời tiết hôm nay nói với đài CNA rằng mưa xối xả dự kiến ập xuống các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc trong tuần này sau khi tàn phá khu vực Tây Nam. Vào ngày mai, lượng mưa đo được sẽ vào khoảng 40-60mm trên giây. Chính quyền Bắc Kinh cam kết giảm thiểu thiệt hại cho thành phố Vũ Hán, nơi đang được phục hồi do hậu quả của dịch COVID-19 2 năm về trước và hiện dịch bệnh đang tái phát ở lại nơi đây. Thành phố này nằm trên sông Dương Tử, bị trận lụt lớn nhất là năm 1998 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa. Trước đó, hôm qua Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của đất nước. Các nhóm đặc biệt cũng được điều tới các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam để cung cấp hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.